quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi với rất nhiều điểm mới, trong đó có những quy định mới về hợp đồng lao động. Điều này sẽ có những tác động chính sách về tiền lương, quyền lợi của người lao động, trách nhiệm nghĩa vụ của người sử dụng lao động và quản lý giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể đại diện cho người lao động trong việc tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của phóng viên Quang Minh. Xin mời. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Minh Thùy. Thưa quý vị, Điều 20 Bộ luật Lao động sửa đổi đã bỏ nội dung về hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng. Thay vào đó chỉ còn hai loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đây là một trong 16 điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8. Sự thay đổi của luật sẽ tác động rất lớn và mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động và nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Đó là chế độ tiền lương, tiền công, đặc biệt là bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ kèm theo. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, qua nhiều mốc thời gian và quyết tâm bám trụ với công việc để đảm bảo năng suất lao động, đến giờ chị Hương mới yên tâm gắn bó lâu dài với công việc mình đã chọn vì đã được ký hợp đồng lao động dài hạn. Hơn 300 lao động ở đây, cũng như chị Hương khi mới vào làm việc cũng từng phải ký hợp đồng lao động mùa vụ. Có thời điểm các bộ phận sản xuất lên đến hàng nghìn người. Mới khởi hành đầu tiên thì là công việc là hầu như là hợp đồng xong mãi về khoảng 3 tháng, 6 tháng về sau là chính sách nhà nước là cũng có gia hạn là phải hợp đồng dài hạn với công nhân, thì công ty cũng đã làm cái công tác là dài hạn với công hợp đồng của dài hạn với công nhân. Và tất nhiên là trong những cái năm công tác làm việc ở công ty thì chúng tôi cũng mong muốn hợp đồng nó dài hạn ra để chị em công nhân là công tác và cũng có cái mức thu ổn định cho. Với những doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động lớn và lành nghề, hợp đồng lao động thời vụ có thời hạn 3 tháng không được áp dụng. Thay vào đó là giai đoạn thử việc, kiểm tra năng lực rồi tiến tới ký kết hợp đồng lao động có thời hạn. Việc làm này sẽ làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp nhưng mang lại hiệu quả lao động tốt hơn. Từ thực tiễn này cho thấy, quy định bỏ hợp đồng lao động thời vụ là rất phù hợp với tình hình hiện nay. Đó là đảm bảo quyền lợi hài hòa của tất cả các bên khi tham gia vào mối quan hệ lao động. Để một người lao động làm việc lành nghề thì ít nhất người ta phải mất 6 tháng là ít nhất. Còn ở những vị trí khó khăn thì chúng tôi phải đào tạo người ta 3 năm mới làm được việc. Vì thế cho nên là thời vụ là không thể. Nên doanh nghiệp luôn luôn phải giữ được người lao động. Cho nên doanh nghiệp luôn luôn phải chịu cái chi phí phần đầu năm và sau đó để đến cuối năm nó không chịu sức ép về nguồn lao động. Nên doanh nghiệp luôn luôn phải tính toán để làm sao cân đối được cái nguồn lao động. Bỏ hợp đồng lao động thời vụ là thể hiện tính ưu việt về chính sách lao động và tiền lương được lượng hóa thành luật. Làm công việc thường xuyên hay không thường xuyên thì người lao động vẫn phải được ký hợp đồng lao động xác định thời gian rõ ràng. Như vậy sẽ quy định rõ hơn điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động. Quy định mới về chế độ hợp đồng lao động đảm bảo được 3 yếu tố trong mối quan hệ lao động, đó là tiền lương, điều kiện lao động và doanh nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ của ngành chức năng. Với quy định mới này, khi nhận người lao động vào làm việc, chủ sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động và thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đây sẽ là một thách thức rất lớn của doanh nghiệp, bởi chi phí của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ở chiều ngược lại, nó đảm bảo tối đa quyền lợi cho người lao động, vì quy định này cũng xóa đi cách xử lý linh hoạt của chủ sử dụng lao động là lách quy định để không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động bằng cách ký các loại hợp đồng mùa vụ hay dịch vụ. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình, việc bỏ quy định hợp đồng lao động thời vụ không chỉ cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cơ quan quản lý, kiểm tra, giám sát được đồng bộ hơn. Quy định này cũng phần nào giảm đi mức độ phân biệt, cách xử sự bình đẳng hơn với người lao động ở tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện nay. Đây nó sẽ tạo cái điều kiện, tiền đề và cái quy định, cái tính pháp lý tốt hơn cho các cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng mà quan trọng hơn tôi cho rằng vẫn là nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về quyền lợi của mỗi bên. Và bên cạnh đó thì các cấp chính quyền ở địa phương, đặc biệt là ngành lao động thương binh xã hội phải tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn, đôn đốc các cái cơ sở doanh nghiệp cũng như là người sử dụng lao động thực hiện tốt hơn các cái chính sách đối với lại người lao động. Như thế thì tôi cho rằng là sẽ góp phần xây dựng cái mối quan hệ lao động hài hòa và thúc đẩy cái phát triển của thị trường lao động. Áp dụng quy định bỏ hợp đồng lao động thời vụ cũng giúp cho việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể đối với các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp được thuận lợi và thực chất hơn.
theo hướng đảm bảo quyền lợi tối đa cho người lao động. Trong tổng số 219 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở, đã có 145 đơn vị đã xây dựng được thỏa ước lao động tập thể. Dự kiến con số này sẽ tăng thêm khi nội dung hợp đồng lao động thời vụ được bãi bỏ. Cái điều này nó là một cái quy định rất là rõ ràng, chặt chẽ để nó bảo vệ tốt hơn cái quyền lợi của người lao động. Vì trước đây rất nhiều doanh nghiệp người ta lấy cái danh nghĩa là ký hợp đồng thời vụ mà không ghi rõ thời gian là bao nhiêu tháng. Thì cái hợp đồng thời vụ thì người ta dễ lách luật để người ta trốn đóng các cái bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thì bây giờ cái bộ luật lao động sửa đổi là hợp đồng xác định thời hạn, cụ thể là từ một tháng trở lên theo luật bảo hiểm xã hội là anh cũng phải đóng cái bảo hiểm xã hội cho người lao động, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thế đây nó là một cái quy định cụ thể và nó có vận dụng, nó có lợi hơn cho người. Bỏ hợp đồng lao động thời vụ là quy định rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động và chịu sự quản lý chặt chẽ hơn. Cơ sở pháp lý quan trọng này là một trong những giải pháp hữu hiệu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình, đến hết quý 3 năm 2019, tỷ lệ người sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho người lao động mới chỉ đạt khoảng 76.000 người, trong khi đó số người lao động ở các ngành nghề lĩnh vực hiện nay có khoảng 87.000 người. Việc bãi bỏ hợp đồng lao động thời vụ sẽ là một trong những giải pháp buộc người sử dụng lao động phải thực hiện đúng theo yêu cầu về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi ký hợp đồng lao động. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, mối quan hệ lao động sẽ ổn định và bền vững hơn. Người lao động được đảm bảo về quyền lợi, yên tâm gắn bó với công việc. Và ngược lại, doanh nghiệp không lo bị gián đoạn sản xuất vì người lao động tự ý bỏ việc. Và đến đây tôi cũng xin được kết thúc phần bình luận của mình. Chương trình